Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay tôi xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn một tính năng Samsung DeX, là một tính năng có sẵn trên một vài thiết bị di động cao cấp của Samsung từ đời S10, Note 10, Note 10 Plus trở lên. Đây là một tính năng cho phép người dùng mở rộng trải nghiệm trên máy tính để bàn cũng như laptop với các kết nối bàn phím, chuột và màn hình, giống như là hệ điều hành Windows. DeX được viết tắt rút gọn từ từ Desktop và Experience. Để sử dụng được tính năng này, đầu tiên chúng ta làm như sau. Ở trên laptop, chúng ta vào trình duyệt và chọn Samsung DeX. Để vào cái trang samsung.com và có cái ứng dụng Samsung DeX, tải về và cài đặt. Ở đây nó có hai phiên bản, một phiên bản dùng cho Windows và một phiên bản dùng cho Mac OS. Ở đây do sử dụng hệ điều hành Windows cho nên chúng ta chọn phiên bản dành cho Windows 7 và 10. Click vào và chọn tải về. Ở đây tôi đã tải về rồi và nó nằm trong phần download. Download đây. Samsung DeX Setup Win. Chúng ta đúp click vào và cài đặt. Quá trình cài đặt diễn ra rất nhanh chóng và dễ dàng. Ở đây tôi đã cài đặt xong cho nên không phải cài đặt lại. Đây, đã cài đặt xong và trên desktop của cái laptop này nó đã thể hiện cái biểu tượng DeX màu cam thế này. Thì để kết nối được với điện thoại Samsung Galaxy Note 10 Plus, chúng ta lần lượt thực hiện các bước sau đây. Đầu tiên chúng ta mở ứng dụng Samsung DeX ở trên laptop lên. Sau đó chúng ta dùng cáp USB Type-C đi theo máy để kết nối từ điện thoại Galaxy Note 10 Plus vào laptop. Khi kết nối vào thì trên điện thoại nó sẽ hiện một hộp thoại là nó hỏi chúng ta là có muốn bắt đầu chiếu với Samsung DeX hay không. Chúng ta chọn bắt đầu ngay để kết nối. Đây, chúng ta tiếp tục sẽ thấy một cái màn hình Samsung DeX xuất hiện ở trên cái màn hình laptop và chúng ta chọn OK. Đây là một cái giao diện giống như Windows và đặc biệt thú vị là chúng ta có thể sử dụng chuột và bàn phím của laptop để điều khiển nó. Đây chúng ta thấy là trên cái màn hình của Samsung DeX nó gồm có các cái biểu tượng như là file của bạn, như là trình duyệt web Google, Internet, CH Play, email, các ứng dụng Google, bộ sưu tập và cài đặt, vân vân. Bên dưới này là biểu tượng ứng dụng. Đây là thể hiện tất cả những ứng dụng mà chúng ta đã cài đặt trên điện thoại của chúng ta. Tiếp theo, cái dấu ba gạch này đó là nút đa nhiệm. Đa nhiệm là có thể dùng để chuyển qua lại các cửa sổ, rất là thú vị. Cái nút tròn này tính là cái nút trang chủ hay là trang chính. Click vào sẽ trở về màn hình chính. Và cái nút mũi tên này là cái nút back, tức là trở về. Bên góc bên phải nó có các biểu tượng như là bàn phím, loa, trình chụp màn hình, thông báo và cái nút cài đặt nhanh để chúng ta cài đặt các cái chế độ ở trên cái smartphone của chúng ta. Một điều đặc biệt hết sức thú vị đó là chúng ta có thể copy một cái file ảnh hoặc file Word từ laptop vào điện thoại cũng như ngược lại từ điện thoại ra ngoài laptop chỉ bằng một cú click chuột và rê thả. Ví dụ ở đây tôi mở bộ sưu tập của điện thoại lên và tôi chọn một cái ảnh, chọn một cái ảnh, sau đó tôi click chuột trái đè vào cái ảnh này đến khi nó xuất hiện cái biểu tượng này, số 1 này, chúng ta mới kéo ra ngoài desktop của laptop. Coi như tôi đã copy xong cái ảnh. Đây, ảnh tôi đã copy xong. Một cái ảnh mà copy bằng cách rê kéo chuột từ Samsung DeX ra ngoài laptop. Ngược lại, chúng ta có thể copy một cái file Word từ laptop vào trong điện thoại. Đây, một cái file Word click vào và kéo thả vào, nó xuất hiện chữ copy và buông ra. Thì coi như là chúng ta đã copy xong cái file Word từ laptop vào trong điện thoại. Sau đó tôi vào file của bạn để mở lên. Và mở lên file gần đây. Đây là cái file Word mà tôi vừa copy vào, mở lên. Và chúng ta có thể mở lên và dùng bàn phím và chuột của cái laptop để chỉnh sửa và lưu lại cái file này. Rất là thú vị. Ngoài ra, chúng ta có thể dùng cái Samsung DeX này để duyệt ảnh, để xem những ảnh hoặc xem những cái video ở trên cái điện thoại của chúng ta. Ví dụ tôi có thể xem cái video này. Rất là thú vị. Ngoài ra, chúng ta có thể vào trình duyệt web để đọc tin tức giống như là ở trên laptop. Rất là hay. Đây, chúng ta có thể dùng chuột để kéo lên và click vào, chọn để xem những cái tin tức. Rất là thú vị. Nói chung là với cái ứng dụng Samsung DeX, với cái tính năng này, chúng ta có thể biến cái điện thoại của chúng ta giống như là một cái máy tính và sử dụng chuột bàn phím của laptop giống như là một trên cái hệ điều hành Windows, thu nhỏ lại. Rất là thú vị. Và một điều đặc biệt thú vị nữa là chúng ta có thể kết nối giữa cái điện thoại Galaxy Note 10 Plus này vào các Smart TV cũng bằng một thao tác rất đơn giản, bằng cách là chúng ta chọn Samsung DeX ở trên điện thoại và chúng ta chọn kết nối với Smart TV, thì nó cũng thể hiện lên cái giao diện giống như là như thế này ở trên TV. Và chúng ta có thể dùng cái điện thoại chúng ta làm cái bàn rê chuột để chúng ta chọn các biểu tượng và chúng ta mở các ứng dụng một cách rất thú vị. Đó là một tính năng rất hay mà của Samsung thiết kế đặc biệt dành riêng cho các điện thoại di động từ Note 10, S10 trở lên. Riêng đối với lại các phiên bản thấp hơn như là Galaxy 8, S8, Note 8 hoặc Galaxy S9, Note 9 thì cần thêm một cái dụng cụ hỗ trợ, đó là một cái dock mà gọi là DeX Station mà phải mua thêm để chúng ta sử dụng. Đây là một tính năng rất hay mà tôi xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn để giúp chúng ta có một trải nghiệm rất thú vị ở trên cái màn hình laptop hoặc máy tính bàn chúng ta, và chúng ta trải nghiệm cái smartphone giống như là trên một hệ điều hành Windows thu nhỏ. Rất thú vị. Chúc quý vị và các bạn thành công. Xin trân trọng chào quý vị và các bạn.